Mà tôi biết về cái giáo lý của Đức Thầy với lại những cái lời mà tuyên ngôn của Đức Thầy á, thì theo tôi rà soát với những cái gì mà tôi có được Phật cho tôi biết á, thì có thể rằng là tháng 8 năm nay sẽ có một điều xảy ra rất là lớn lao. Khi mà có ba cái tiếng nổ thì long trời lở đất thì chúng ta thu không kịp mà nó gần hơn. Bây giờ chúng ta chỉ còn là chờ đợi cái ngày gặp thầy, mà nếu chờ đợi cả ngày gặp thầy thì phải chờ qua cái trận để tam thế chiến. Đức thầy cho biết đó là can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Mà can qua là cái gì quý vị? Can qua là chiến tranh, mà chiến tranh kỳ này gọi là chiến tranh hiện đại hóa. Nếu mà chúng ta không có tu đó thì Đức Thầy cho biết là đờn kêu rã núi ông Sam, đờn kêu ông cấm ai làm bể hai, đờn kêu sấm nổ núi dài, đờn kêu ông két lá cài thành sông, đờn kêu vợ lại xa chồng, đờn kêu vợ lại quên bồng con thơ, đờn kêu đời tới bây giờ, đờn kêu anh chị ráng thờ chữ tu. Từ cái cục đá xuống dưới là khoảng chừng 3 mét lận, nhưng mà khi mà đào đem lên thì mới đưa lên mặt đất này, chứ còn rất là đây là cái vùng đất sâu dữ lắm. Thì bây giờ cái Phật thầy Tây An đó là lúc bây giờ là ngài nó đang nuôi binh dân nghị và rèn gươm giáo đó, thì ta làm cái hiện trường mà lại hồi xưa mà Đức Phật thầy Tây An đó là rèn gươm giáo để rồi đó là giết mà chống chống như Phật pháp đó. Thì bây giờ cũng như thế, giờ còn để đi ra nữa mà giờ thấy như người thiệt phải không? Nó thì đây là bốn gốc này, là cái hiện trường ngày xưa là còn bốn gốc này, là bốn cái gốc của lò rèn. Đức cố ngày xưa đó là ngài đang rèn giờ binh sĩ đó là nuôi binh dân nghị để thầy chờ cái mà xâm pháp. Nhưng mà cái trận mạng đất nước đó là đến hồi đó là suy vong, nên Đức cố đó là không thể chống trả được, và cái trận chiến sau cùng ở nơi bãi thưa này và cùng đường và không có đường đi thì Đức cố mới ngước lên trời nói rằng là hỡi này năm chèo số thằng, tao giờ dẫn mạng đất nước ta cùng đường rồi, nếu mà ngươi vì sức mạng lớn lao sau này đó là ngươi hay xuất hiện về dọn đường cho binh sĩ đi, thì lúc bây giờ là ông năm chèo mới xuất hiện về dọn đường cho binh sĩ là cổ Đức cố đi. Và đây vừa lên cái chùa mà đá nổ trên đó là cái đó là cái nơi cái dựa lúa gạo và lương thực của Đức cố, và khi dưới mặt rồi thì Đức cố đi thẳng về đến, thì những cái ông cọp vừa xuống để cây cổng Đức cố và đi thẳng về tòa lâm luôn, thẳng về tu luyện tới ngày hôm nay. Thay không ngày xưa còn lắm. Giờ đây là những cái mà sắt đồ ngày xưa là hàng nè, cứ sắt rồi nè, chén ấy rồi nó còn cái kia chặt bỏ chặt rồi. Cái cây nó còn dưới đó đây mắm mắm cắt lên nữa mà làm cái lò rèn đó. Đây là những cây bể thưa không à. Còn mà Đức cố hồi xưa đó là tại ta ăn say cấm bốn thẻ là cây lò táo. Còn cái này là những cái cây bể thưa hồi xưa mà Đức cố tạm thời dựng cái trại lên nữa mà làm lời rèn gươm giáo rồi nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật Đức Thầy. Kính trình quan thượng đẳng đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Kính thưa Đức cố, kính thưa cô Đức Ông, cô Đức Bà và các vị đã tu hành trong thời gian xả cuộc đời để xả thân hiến cho Phật Pháp, cho quê hương đất nước. Kính thưa quý vị linh thần sở tại nơi cái vùng láng linh, đã vì Phật sự đất nước mà quên mình và bảo tồn cho quê hương đất nước hôm nay. Đối với chúng ta là cái người tín đồ Phật giáo của hảo thì không quên trong cái phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Trong đó thì thời kỳ mà khi chống Pháp thì có Đức Nguyễn Trung Trực ở nơi thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là Đức cố Quảng Cơ được ở nơi Cồn Nhỏ và Thiên Hữu Dương thì ở nơi Đồng Tháp. Thời kỳ đất nước chúng ta khó khăn, các vị cũng vì bảo tồn chủ quê hương đất nước ở miền Bắc, thì những vị vua chúa ở miền Trung cũng vậy, và riêng về đất nước Việt Nam chúng ta thì ở nơi cái tỉnh An Giang, được Phật thầy Tây An ngài xuất hiện tại làng Tầm Sơn vào mùa thu Kỷ Dậu 1849
để khai mở trong cái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và lưu truyền qua nhiều vị trong cái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương gọi là Ngũ Thừa Phật Giáo, Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm, Chữ Giả Món Khoai và Đức Thầy của chúng ta. Nên chúng ta đã bỏ lại cơ duyên nhiều lần rồi, nên cái kỳ chót này là kỳ buổi hạ ngôn mật pháp mà Đức Thầy cho biết là lần thứ chót của lời kiểu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Thì trong cái thời kỳ khi mà kỳ chót này đã từ cái hạ ngôn hạ sẽ chuyển qua cái đời Thượng Ngôn Thích Đức, mà nếu mà cái đời Thượng Ngôn Thích Đức mà chúng ta có mặt đó là Long Hoa có mặt ấy là hiện nhân. Còn những nước ta mà không có mặt ngày đại hội Long Hoa thì chúng ta đó là phải nằm chờ nơi cái nê hà, tức như là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nê hà, thì phải chờ nằm nhiều cái chu kỳ trong cái tam quân phân ra cái chín cái quân nhỏ đó, thì phải từ cái thượng quân thượng này chúng ta phải chờ đến cái hạ quân hạ như thế này đó thì chúng ta mới vượt lên được. Giống như ngày xưa mà trong cái biển đại dương có một cái con rùa mù thì 100 năm mới nổi lên một lần. Và khi nếu mà nổi lên đó thì gặp được cái dề chấp bọng cây thì đi vô cho bọng cây, hoặc là lên dề chấp thì tấp vào bờ là được an toàn. Còn nếu không thì khi nổi lên không gặp bọng cây, không gặp dề chấp thì phải lặn xuống nữa. Mà 100 năm mới được nổi lên một lần, mà hợp lên hợp xuống là không biết bao nhiêu lần, thì nghĩa là mới gặp được cái dề chấp thì đi vào bờ sẽ được an toàn, là được Phật pháp cứu độ. Chúng ta hôm nay cũng vậy. Từ đời dự thủy bây giờ chúng ta có muôn lượng thân rồi, không biết là thứ mấy rồi, nên Đức Thầy chúng ta cho biết cái thứ này đây. À thứ mười đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, mạng vô minh che mờ căn trí, thế nên thường khi nhận nguy làm chân. Vậy thì chúng ta cho cái giả này là cái thiệt, cái thân chúng ta cũng cho là thiệt, rồi tài sản cũng thiệt, đất cát cũng thiệt, và tất cả cái đời chúng ta sống đây đó là chúng ta cho là cái thiệt. Nhưng mà đối với Đức Phật cho cái đây là giả, nên Đức Thầy chúng ta cho biết đó là tạo duyên giả, phàm nhân thân giả, hay là chúng ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thấy, mau thức tỉnh tu thân kéo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, còi Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e tròn khó tranh. Vậy thì cái quả tới chúng ta không tránh được. Nên Đức Thầy hôm nay là ngày khi mà khai đạo 1939 á, để lâm phàm được quá độ chúng sanh, mà con thầy không phải là riêng đại nước Việt Nam chúng ta đâu, mà Đức Thầy chỉ biết để cho thầy đi dạo ta bà đang dạy kẻ đàng xa chưa rõ, còn chậm chạp đạo màu chưa tỏ như rừng quang mới dọn một đường, tới với thầy nào quản thân lương, muốn cứu thế xá chi bùng trịnh, thương quá sức nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Đức Thầy từ cảnh Thập Phương ngày qua đây là tạm mượn con đức ông đức bà, là hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh thanh danh sắc trẻ, chờ thời thiên định thiết hùng ca. Mà năm nay là đi vào cái năm là thiên định. Thì trong cái bài sứ mạng của thầy đó là vừa qua rồi đó, Đức Thầy ra cái bài sứ mạng này vào năm Nhâm Ngũ 1942 ở tại Bạc Liêu, thì chỉ cho vào cái năm nay là cái năm Nhâm Dần, mà Ngũ chỉ là tháng 5, mà chỉ cho tháng Ngọ. Và cái năm mà Canh Tý 2020 và năm đó là Tân Sửu 2021 là hai năm nay đó là không có mùa đại lễ, nên chúng ta được hưởng mùa đại lễ năm nay. Thì cái bài sứ mạng của thầy năm nay phải nói rằng là hết sức là hiện bài minh bạch, để cho rõ chúng ta thấy rằng cuộc đời nó đang diễn tiến cấp bách, và nếu chúng ta không tu thì không kịp thời kỳ luận qua đại hội. Nên bài sứ mạng của thầy chỉ biết sao,
là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Bây giờ chúng ta thấy cái nguy cơ chưa? Phải thảm họa chưa? Nghĩa là cái cuộc đời đang diễn tiến thì đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta không còn lạ lùng gì. Mà Đức Thầy cho biết là lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ rồi kỳ, nay có hay chưa, mà chưa là với kẻ chẳng ưa, cho người tâm đạo biết thừa tới đâu. Thì chúng ta thế nào cũng phải đi vào một giai đoạn là chúng sanh phải trả quả, và kẻ tà gian sẽ bị lửa thiêu, thì người tu niệm sống đời thượng cổ. Nên hôm nay thì chúng tôi cũng cùng phái đoàn trở về đây, được phái đoàn của cô Ba Hồng Thắm ở từ ở nơi cái Thới Lai cũng trở về đây giếng nơi cái Dinh Đức Cố, và chị Sáu Nhị này cũng là từ ở nơi Đức Hòa, Long An, và có nhân duyên với Phật Pháp nên trở về đây cùng với đoàn để trong cái giếng trong cái ngày hôm nay. Thì vừa qua chúng tôi chỉ sơ lược thôi, thì lời nói đầu tiên là xin chân thành gửi đến là quý vị trong cộng đồng mạng trong và ngoài nước, chúng ta nên hiểu rằng là cái nơi cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm và cái tỉnh An Giang này, thì Đức Thầy chúng ta đã mượn cái tỉnh An Giang để rồi xuất phát từ cái mối đạo Phật giáo Hòa Hảo, mà Đức Thầy cho biết là đạo mở cửa bài câu minh mục: nước Ma Ha tứ tất lòng phàm, cõi trung ưu luân chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu. Thì đang cái mở hội thánh để chúng ta vào cái dự hội Long Qua và các ngài chọn trung dự hiếu. Thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đây là cái chị Sáu Nhị ở nơi Đức Hòa. Thì chị có nhân duyên với Phật Pháp và có những cái việc đó là những cái ảnh rất là phải nói là huyền diệu, mà chị được cái bề trên để rồi ăn chứng cho chị biết trong cái thời kỳ sắp đến như thế nào, và chúng ta được cái thời kỳ nhân duyên được dự hội hôm qua. Thì chúng tôi xin trân trọng cái mời chị Sáu Nhị có đôi lời phát biểu hôm nay. Trân trọng cái mời chị, mời quý vị cho đằng vỗ tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các quý vị khách quan ở đây, tôi từ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và đến hôm nay tôi có nhờ chú Tư dắt đến dinh của Đức Cố để mà viếng dinh Đức Cố. Thì nhân dịp đây tôi cũng xin nói lên những cái quyền diệu của Phật Pháp. Thì vừa qua tôi cũng đã có những cái quyền di mà Phật cho tôi, và sau đó thì tôi cũng tầm theo cái giáo lý của Đức Thầy, thì tôi mới ngộ ra rằng là những gì Đức Thầy nói ngày hôm nay nó sẽ có, và nó có ở nơi cái nhà của tôi nó hiện lên. Nhưng mà bây giờ này thì tôi nói sơ qua để cho dân chúng, để cho cô bác và đồng bào nhân loại biết rằng á, là thầy nói như thế nào thì sẽ có như thế đó, đó mà nó chỉ còn chờ thời gian nữa thôi, chứ không phải là không có đâu. Mà bây giờ này nếu như tôi có đưa lên đi nữa là quý vị cũng cho rằng là có biết có phải vậy hay không. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây để dưới cái lòng chân thành nhất, mà từ ở xa nhất để tôi tới đây để mà nói lên để cho đồng bào nhân loại trong cái thế giới này biết rằng á, là Đức Phật, Đức Thầy nói như thế nào thì sẽ có như thế đó đó. Thì con tôi lấy cái sứ mạng tôi ra để mà tôi nói lên. Và tại nơi đây đất cố là dinh Đức Cố rất là linh thiêng, thì có như thế nào thì tôi nói như thế đó, tôi không bao giờ dám nói ngoan. Thì giờ tôi nói lên đây để cho đồng bào, để cho bà con cô bác gần xa biết rằng á, là cái những cái điều nó sẽ sắp tới rồi. Và kêu gọi những ai nếu mà còn chưa có tin tưởng á, thì hãy tin tưởng đi để mà tu tấn cho tới cái ngày mà nó dự hội Long Qua, đặng cho có được cái kết quả viên mãn. Thì bây giờ này á, thì tôi cũng nói lên như vậy để mong rằng á, là dưới những cái sự quyền di của Phật Pháp
thì nói lên như vậy để cho quý vị biết rằng á là nó có đúng là như vậy á. Thì cô Sáu, cho con hỏi cô Sáu, cô từ Long An vô đây mà theo như cái lời của Phật chứng truyền dẫn xưa, rồi mỗi tháng tám này Phật lập đời trở lại có không cô? Thì bây giờ này á, nếu mà nói rằng là trong năm nay tháng 8 á, thì theo tôi á, theo tôi mà tôi biết về cái giáo lý của Đức Thầy với lại những cái lời mà tuyên ngôn của Đức Thầy á, thì theo tôi rà soát với những cái gì mà tôi có được Phật cho tôi biết á, thì có thể rằng là tháng 8 năm nay sẽ có một điều xảy ra rất là lớn lao. Đó. Bây giờ tôi mong sao mà cho dân chúng gần xa trên toàn cầu này biết rằng là những gì nó sẽ sắp đến rồi đó. Dạ, chứ hết con cảm ơn cô Sáu. Cho con hỏi ông Tư và điều của ông Tư. Con thì ở xa lại đi, con biết thì trong cái dẫn xưa mà Phật có nói mùng 3 tháng 9 kia là trời nổ 3 tiếng vì mà đất xây, có phải gì không ông Tư? Con cho anh em huynh đệ trong nước và ngoài nước nghe để gắn tu cho nó kịp. Nam Mô Di Đà Phật. Thì tiếp theo là cái chương trình để ta trao đổi thêm, thì quý vị vừa qua cũng lắng nghe là chị Sáu Nhị cũng từ Đức Hòa Long An, sau khi nghe được cái sự và Phật pháp chân lý thầy Diễm Màu nên vượt cái đường từ Đức Hòa Long An trở về đây, thì để rồi tìm nơi cái căn tích là nơi mà ngày xưa Đức Cố là ngài vì cái thương dân tộc Việt Nam và thương đồng bào nhân loại nên ngài hy sinh cả cái cuộc đời là để rồi ra chống Pháp. Và phải nói rằng là cái sự nguy hiểm và gian nan của Đức Cố thì phải nói rằng là cả cuộc đời ông Cố, bà Cố và ông Hai Nhu cũng như ông Tư Trái, nghĩa là cái thời gian mà khi mà Pháp đó là nó vô đây để nó làm những cái việc mà để nó xâm nhập để chiếm hết toàn bộ đất nước Việt Nam, thì trong đó cũng có những cái binh dân nghị để đứng lên để rồi nghĩa là bảo tồn quê hương đất nước. Thì gia đình bà Cố là cỡ như là rất là khó khăn. Khi ông Cố đã bị bắt rồi thì bà Cố thường thường đó là bà hay ca cái câu cái dao là chiều chiều lại nhớ, chiều chiều nhớ người áo trắng mà khăn điều dắt dai. Tức như Cố hồi xưa thì thường mặc bộ đồ trắng và khăn điều mà đã quy y Phật thầy Tế An rồi thì khăn điều dắt dai. Còn ông Tư Trái thì bị bắt trong tù, và sau khi đó là bà Cố bà mới gói cái đồng mà tét rồi lá thơ một con dao, thì nếu mà con không thoát được cách cường pháp thì con đừng làm mất cái tiết của cha mẹ. Nên ông Tư ông mới nghe được cái lời của bà Cố và giết cái người giữ ngục tù đó, thì nói chung là ngài cũng tư tưởng ngài chết. Vì thì tử gì nước còn ghi linh miếu mà thác về đời thánh sử trên bia. Thì được cái bia danh tới ngày hôm nay thì biết bao nhiêu sự hy sinh của Đức Cố. Nên ngài được thế gian tôn lên, ngài là quan thượng chư quan cụ thần, còn Đức Huyễn thì nghĩa là quan thượng đẳng đại thần. Và phải nói rằng là các ngài hy sinh không có tài sản gì đó, không có tiền bạc, không có gì trơn, không có đất cát gì đó. Thì ngài sẽ đưa ra tất cả những cái việc đó là từ cái thân mạng, từ cái tài sản ngài hiến cho đất nước hết. Thì hôm nay những cái ngày lễ mà quan trọng của các ngài thì phải nói rằng là trùng điệp người ta kéo về, thì mình thấy rằng là hy sinh tất cả chúng ta hưởng tất cả, còn chúng ta giữ tất cả thì mất tất cả. Nên thì hôm nay chúng ta được trong cái phá hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, mà nhất là trong cái thời kỳ cùng cuối hôm nay thì được Đức Thầy ngài ra đời giáo đạo. Mà đây cũng là cái buổi sau cùng của hạ nguyên đen tối mà được Đức Thầy kính yêu ngài trở về nơi đất nước Việt Nam chúng ta là cái tỉnh An Giang, xuất phát từ cái mô đạo. Và khi mà ngài thì mở cửa thì cái chân lý mà của Đức Thích Ca Mâu Ni đó là đạo mở cửa bài câu minh mục. Và nước Maha Thứ Tất lòng phàm cõi trung ương luân chuyển mương nam mở hội thánh cho người dũng hiếu. Thời gian chờ đợi thì từ năm khai đạo 1939 tới nay đó là quãng đường là 83 năm trôi qua.
Thì từ cái tí của cái năm 36 đến cái tí mà 2020 đó là gọi là hạ nguyên giáp tí bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thượng lai, thì giáp lại cái tí là giáp cái đời thượng nguyên sắp lại tới rồi đó. Nhưng mà có cái điều quan trọng là 2 năm rồi chúng ta không có giữ mùa đại lễ được, thì cái mùa năm nay để giữ cái mùa đại lễ, mà đại lễ này là đại lễ phải nói là chúng ta khao khát, phải nói rằng là mỗi một lần mà cái mùa đại lễ đó mà tới rồi đó thì chúng tôi mới thấy rằng là khi mà đại lễ không còn giữ được 2 năm trước đó là rất là khao khát. Chúng tôi khi trở về đó thì chỉ đứng ở ngoài xá vô thôi, còn nhìn dưới mà biển mà dưới cụ Nguyễn đó thì nói chung ra nó là mà đi không dự lễ cụ Nguyễn được thì nói chung ra là thấy trời chuyển mưa thì nhớ lại dưới cụ Nguyễn. Mà cái tâm niệm tôi nó ngộ là khi mà tôi giấy đằng nào chừng nào hết bệnh dịch rồi là tôi giếng cụ Nguyễn liền. Thực tình thì hết cái bệnh mà về cúm corona cái chỉ thị 16 thì chúng tôi đã có trở về giếng nơi Đức Nguyễn ở dưới. Mà cái gì mà miễn mình mà thiếu thốn và cái điều đó mình khao khát, nên cái mùa đại lễ năm nay đã hưởng rồi thì cái mùa đại lễ sau cùng đúng không? Cái mùa đại lễ năm nay lễ sau cùng. Như vậy thì bây giờ đó là cái ngày sắp đến đây là cái ngày đại họa cho nhân loại, mà nhất là cái thời kỳ sắp đến này đó. Thì nếu mà chúng ta mà không tin Phật trời đó là chúng ta sẽ bị những cái ngày trả quả mà ông ba cho biết thế này đây. Âm thinh gao khắp thinh không, ba đêm diệt trước minh mông cứu người, núi tan đất sụp bớ ngừ, duy sơn đảo hải thương người không tin. Thì bây giờ nếu chúng ta mà dòm năm châu thế giới này đó hen, thì chúng ta không còn tả nổi cái khổ. Mà Đức Thầy chỉ biết lúc này thế giới bi ai chẳng nói dáng dài, Phật nội tức tâm. Như vậy thì bây giờ đó là bây giờ mà những cái thông tin mà nó rất là hay, rất là mau, mà vừa nghe vừa thấy trước mắt. Hồi nãy thì chúng tôi cũng nghe ông Độ Năm thì ông hỏi cái câu đó thì chút xíu tôi sẽ trả lời sau. Còn thêm cái câu là hỏi cái câu nãy là trong cái thời kỳ khi mà diễn tiến đó thì nói chung ra đó là nếu ngày nào đó khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về để thanh tịnh. Bây giờ xin dẫn giải thêm cái câu này để quý vị chúng ta đồng nghe nha. Như vậy thì bây giờ đó là nếu ngày nào là đến cái ngày mà đến khai thông đại đạo là cái ngày đó đó. Mà bây giờ chúng ta thấy coi phải khai thông đại đạo chưa? Từ năm 1975 thì đạo đang giải tán hết rồi. Và chưa có được đó là thịnh hành được thì đến từ năm 1975 cho đến ngày 1999 đó là cái thời gian đó là chúng ta là bị trong cái nhà nước đó là đã giải phóng hết trơn tất cả những cái giáo hội. Không còn ai là còn giáo hội trơn thì chúng ta phải tự lập trở lại chính mình. Trở chính mình thì không gì hơn là chúng ta tại nhà để tại sao cư sĩ thì có giáo lý thầy cứ coi tu chứ không nương vào ai. Nhưng mà được khi 1999 đó là được cái ban trị sự trung ương đó là ông Lê Quang Vịnh mà vô trao cho Mười Tôm đó là tư cách pháp nhân của là đại diện tôn giáo giáo hảo đó. Thì nói chung ra đó là Đức Thầy cho biết đó là Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Thì lúc bây giờ là có ban đại diện rồi thì in hàng triệu đó là tôm chỉ và chân dung của thầy truyền các nơi. Nhưng mà cái đó cũng là chưa đến cái lúc là phải khai thông. Bây giờ chúng tôi sẽ xin chi tiết từ cái khai thông quý vị nghe ngang. Thì được ban đại diện đó là đã truyền các nơi rồi, mở giáo hội rồi, tỉnh này tỉnh kia rồi. Nhưng mà đó là chưa đến chỗ là khai thông đại đạo. Bây giờ chúng tôi xin nói thêm về cái phần khai thông đại đạo nha. Bây giờ với cái cộng đồng mạng chúng ta vừa nghe và vừa phát tiếng mà vừa thấy hình thì cái này đó là cuộc thế giới chuyển lai như chóng mà phiên nhân tình hay lắm mà nghe. Rồi mất dình của các thẩm thê nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Hai cái đó bây giờ đi ra nhường cái đâu lại. Rồi thêm một cái là chúng ta đã đi thấy đi đâu rồi thì đã đến lúc là khai thông đại đạo. Nếu mà không có cộng đồng mạng này
thì chúng ta thuyết trình đó, giáo lý duyên đó của ban trị sự trung ương đó, là chỉ có nói cái xã này, cái xã khác, cái tỉnh này, cái tỉnh khác, thì không thể nào mà bao trùm hết trơn khai thông đại đạo ở đời cái năm châu thế giới này và trong đất nước Việt Nam chúng ta được. Nên hôm nay thì nhờ cộng đồng mạng này mà bây giờ đó là chúng ta truyền thông rất là nhanh. Mà nếu chúng ta nói chuyện thì khoảng chừng một tiếng thì tiếng sau chúng ta đã thông hiểu các nơi trơn rồi. Nên cái giờ này đó là chúng tôi phải nói rằng là lời tiên tri của thầy hết sức là phải nói rằng là hiện bài sự thật. Thì hôm nay là đến lúc là khai thông đại đạo. Mà khai thông là không còn gì trở ngại gọi là khai thông. Mà chỗ nào nghe cũng được cũng gọi là khai thông. Bây giờ đó là quý vị khi mà coi vô tiếng thì phải tới giờ tới khắc, mà nếu ai cũng đều có cái máy mà cảm ứng này đó, là chúng ta vô trong phòng chúng ta nghe không được, rồi ngồi ở gốc cây nghe không được, ngồi chỗ này chỗ nghe, chỗ kia nghe không được, chúng ta mở lên chúng ta đều nghe được thấy hết. Mà đây là cái chương trình đó thầy cho biết là khai thông đại đạo đó. Mà đạo này đạo của ai? Đạo của Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ. Nghĩa là ngài đã dâng lệnh Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ là ta thừa dâng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới triển khai đạo pháp. Thì đó là đến năm nay là cái lúc là từ cái năm Canh Tý tới nay là đến lúc là khai thông nền đại đạo đó. Mà cũng là thời kỳ cũng đã hết. Đức thầy chúng ta đã sinh vào nghĩa là kỷ mùi năm 1919 tới năm 1939 thì cái đạo thì tuổi đời ngài mới 20 tuổi mà thôi. Và Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ thì ngài xuất gia lúc 19 tuổi và 6 năm dân du cho mối đậu tà, 6 năm ngài ngồi đi liên thiền. Và 49 năm đó ngài thuyết pháp Ấn Độ đó, lúc ngài đắc đạo là 31 tuổi và trở về thành Tỳ Lã Vệ đó, ngài thuyết pháp 49 năm là lúc ngài nhập Niết Bàn là tròn lại 80 năm, tất nhiên là Đức thầy 20 tuổi thầy khai đạo nữa là tiên cảnh thoát ly triền bất kỷ, là đã thời gian đã hết. Như vậy thì giáp tý niên, giáp tý định ngày, rồi đó là trời xanh khánh nước có khổ rài giận ôi. Nên cái công việc mà hôm nay là đến thời kỳ là khai thông đại đạo rồi, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian. Mà đuốc từ bi là gì quý vị? Đuốc từ bi là cái ánh sáng quang minh của chân lý của Phật pháp, mà Đức thầy đã cho biết là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện mà tìm con lành á, dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo năm phương, đặng chỉ ngõ làm lành lãnh dữ. Thì bây giờ đó là ngày trở lại Nam Phương, tức là phương Nam. Mà phương Nam này mà đến thời kỳ khi mà chuyển biến sắp tới đó, gọi là phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly phổ phách mấy tòa đầy cung, dành cho kẻ lòng trung tránh trực, quân cùng thần nở nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cừu quá long. Rồi nào là mắt nhìn thấy thần thông biến quá, Đức Di Đà hiện chó hào quang, Việt Nam là giống hồng bàng, không còn hung bạo lăng lòn như nay. Là không còn cái ngày mà chúng ta đó là ở đây mà giành giật hơn thua lợi danh nữa, mà cái đời đó là cái đời của Đức. Thì cái đời đó đó là hội long qua cho kẻ tu mi, người hiền đức đăng phò chân chúa. Như vậy thì bây giờ đó là nếu ngày nào khai thông đại đạo thì đã khai thông rồi, chứ không phải mà khai thông cái gì mà bây giờ chúng ta đã thấy rằng là đạo Phật giáo hoàn hảo mà được khai thông giáo lý toàn bộ của Đức Thích Ca Mâu Ni đó. Bây giờ anh em cộng đồng mạng lên quá nhiều rồi, từ nhà sư cho đến với hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và tất cả trong cái giáo lý duyên của ban trị sự trung ương đều là nói khai thông Phật pháp, mà nói bằng cái trên không phải là nói một chỗ này mà còn khai thông trên mạng. Như vậy thì đã khai thông là về giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì đã khai thông đại đạo. Mà cái đại đạo lớn là đạo lớn, mà đạo này đó là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài trọn đời, nghĩa là không hưởng thụ cái đền vàng địa ngọc, không nghĩ ngôi vua, mà phải bỏ đó là vợ đẹp hầu sinh là lụa. Và giữa đêm khuya đó là ngài lén trốn vào rừng. Nên Đức Thầy chúng ta cho biết ngài thuở ấy nên 19 tuổi tầm đại hùng cương quyết tu trì, chạy báo khoen lao khổ siết chi, sao ngài đến rạch ni liên thiền,
thấy cỏ hoa cảnh bắc tham thiền ngồi khổ hạnh sáu năm bên ấy. Vậy thì ông Sĩ Đạt Ta mà ông ngồi khổ hạnh tới 6 năm đó. Còn bây giờ người ta khuyên mình ăn tương nữa, tôi ăn không nổi. Thì ăn không nổi chìm chứ sao? Nó chỉ có hai cái thôi. Ăn không nổi là chìm. Thì bây giờ đó là khi mà ông Văn Thù Sư Lợi mà ông chèo thuyền Bát Nhã đó, ông cho biết là Văn Thù Bồ Tát Từ Bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan rước người tu niệm xê sang thủy tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thì nếu mà các ngài dạy mà chúng ta không chịu nghe lời các ngài thì sau này các ngài không thể cứu được. Như vậy thì bây giờ đó là đã khai thông đại đạo đó, đuốc từ bi rọi khắp nhân gian rồi đó. Mà đã gọi rọi khắp cả nhân gian thì phải riêng nước nào? Nếu mà cộng đồng mạng bây giờ đó là chúng ta nghe đều trên năm châu thế giới này luôn, và Nam Trung Bắc bây giờ đã nghe hết, trong đó là Đức Thầy đã ngài đã tiên tri nó hết rồi. Thì bây giờ đó là đã vào một cái đường tơ kẻ tóc rồi, đó là cái người sâu xa cỡ nào để chăng nữa thì chúng ta cũng đều nghe hết. Nên được cái chân lý của Đức Phật thầy dạy hôm nay là thời gian, nghĩa là quá dạy dặn rồi. Còn giây phút cuối cùng này, cái ngày lập hội Long Hoa mà chúng tôi đã nói trong bài sứ mạng đó, thì bây giờ đó là đã đến lúc rồi đó. Thì bây giờ đó là khai thông đại đạo, đuốc từ bi khỏi khắp cả nhân gian, bởi trầm lưng khô cạn sáu đàn thì tăng sĩ mới trở về để thanh tịnh. Thì đến lúc đó thông đồng mở cổ cái gì. Thì Địa Tạng Vương ngài thệ nguyện rằng nếu mà ở dưới địa ngục đó còn một tội nhân nào đó thì ngài bắt thành Phật, là ngài không thành Phật. Thì chúng ta sống đây là dưới bàn tay của Ngọc Hoàng Thượng Đế, tất nhiên là các ngài nuôi dưỡng thì chúng ta còn sống, mà các ngài đó là trừng phạt đó, chúng ta phải chịu trong cảnh đau khổ. Thì cái cảnh đời này mà quý vị thấy coi, đó là ngày xưa ông bà chúng ta hiền từ, rồi nhân từ, rồi lòng thương yêu lẫn nhau, là ít có nghịch đẳng. Mà cái thời kỳ 1136 là năm Ngọc Hoàng Vũ Sổ đó, chứ không phải mà chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà Phật Tổ xin quản lại để cho thời gian này chúng ta lập thân nuôi trí lên trời ngày kiếm Phật trời. Thì cái năm Canh Tý đó, Đức Thầy chúng ta cho biết sau đây: hội công đồng xem xét hằng hồi, xem chư tướng xuống rằng trần thế đau nhiều chân dĩ kỳ khó kể, sắp từ đây lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thông dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Như vậy thì bây giờ đó là đến lúc là người bảo ác không toàn tánh mạng. Như vậy thì bây giờ đó là hội công đồng nó xem xét rồi, mà đau gì chứng dị rồi kỳ, chứ dị là khác chứ kỳ là lạ, mà khó kể luôn, không có cái cá nói. Bây giờ bác sĩ đã tìm cái phương thuốc này để trị cái bệnh đó thì chưa xâm tới bệnh khác rồi. Mà bây giờ quý vị biết đang vô cái giai đoạn là chúng sanh đang bệnh khổ chưa? Một là cái bệnh bây giờ sốt xuất huyết, mà sốt xuất huyết lại người lớn chứ. Vừa qua là chúng tôi nghe kể ở dưới Cà Mau chết rất là nhiều. Rồi bây giờ sốt xuất huyết ở đây á, nhà thương bây giờ đó là không có chỗ nằm luôn. Đó, như vậy thì bây giờ đó là chúng ta đi vào một cái thảm bại là lớp đau chết kể thâu vô số. Rồi đây sắp đến lúc là phải chết đó là thôi mà vô số luôn. Nên mà cái này, điều này thì cái điều thầy Trái An nó nói rồi đó. Ông cho biết đó là chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, mà chừng được đích con trâu phá cổng. Thì đến lúc đó thay phơ chồng đóng, mà đã con trâu phá cổng rồi thì vào cái năm nhâm dần này. Thì đó là nói chung đó là căn cứ theo bài sứ mạng của thầy, chúng tôi nói là nói theo căn cứ theo cái giáo lý cơ điều của là trong hệ của Sư Hương. Thì đến trung tầng tháng 8 ta cùng thầy ta hiệu cùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, chuyện cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu năng cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tính tâm thì sao đền tội, cũng như trách Phật tiên không chỉ bảo. Thì nếu mà chúng ta để chờ mà sắp nổ thì chúng ta tu không kịp, là như thế này đây: coi ai có chữa bầu nhiệt huyết, dùng đạo màu cửu giấc sanh linh, nếu để chờ sấm nổ gian thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Như vậy thì bây giờ từ rằm tháng 8 đổ lên, thì nói chung đó là mùng 3 tháng 9 kia là rồi
khi mà có ba cái tiếng nổ thì long trời lở đất thì chúng ta thu không kịp mà nó gần hơn. Bây giờ chúng ta chỉ còn là chờ đợi cái ngày gặp thầy, mà nếu chờ đợi cả ngày gặp thầy thì phải chờ qua cái trận để tam thế chiến. Đức thầy cho biết đó là can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Mà can qua là cái gì quý vị? Can qua là chiến tranh, mà chiến tranh kỳ này gọi là chiến tranh hiện đại quá. Nếu mà chúng ta không có tu đó thì Đức thầy cho biết là thiên cơ biến đổi, càng qua gẫm chồng thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Nếu mà để tam cái chiến bùng nổ cái đó thì quý vị thấy coi cảnh khổ thế nào nghe. Đức thầy cho biết nè, đến chừng đo bóng phương có giật khắp hoàng cầu, thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khối lửa. Vì cái này chiến tranh hiện đại quá rồi, thật nhân nó tuôn ra cái là lửa không, mà Đức thầy cho biết sao đó thì cái anh khổ tới đây. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Vậy thì đến lúc là điền tan gia phế tế nhiên hàng, khổ đáo ly kỳ ảo diễn ca. 1945 là thời kỳ đó là Mỹ nó bỏ hai chế đồng bom đồng minh bên Nhật, thì Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Cũng vào tháng 8 của cái năm Ất Dậu, thì năm nay đó là cái năm mà rằm tháng 8, thầy cho biết là gì, là chiến tranh tàn khốc cho là người tàn bạo gây nên. Nếu mà chiến tranh bùng nổ cái rồi thì nói chung là mấy người còn được sát thân thì là Đài Ngọc Cát Lăng Dự Kề. Mà Đài Ngọc Cát Lăng đó không đâu khác hơn là cái vùng năm non bảy núi. Nên Đức thầy cho biết trong cái bài mà Dưỡng Non nó là ông két, Đức thầy cho biết là trong cái ngày mà khi mà Long Hoa Đại Hội sắp tới đó, mà thầy khi trở về đúng két thì nó là non tiên gió mát tội lòng thai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, cố tưởng ước mơ về nhược thủy ngặt gì không cánh lấy gì bay, dắt xác phàm phu giếng non đài, hỏi nhờ đá cột ngủ đêm nay, chư sơn bảy núi đều quy tụ, thầy tới cảnh tiên rõ mặt mày, nhìn xem cây lá gió lung lai, sáng lại lưu chân chở gót hài, vậy hỡi chư thần mau nói gót, theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai, lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ, đến thời thượng cổ điểu hòa mai. Thì đã đến lúc rồi quý vị, nên là cái bản đờn của cái ngày chỉ là đờn kêu rã núi ông Sam, đờn kêu ông cấm ai làm bể hai, đờn kêu sấm nổ núi dài, đờn kêu ông két lắc cài thành sông, đờn kêu vợ lại xa chồng, đờn kêu vợ lại quên bồng con thơ, đờn kêu đời tới bây giờ, đờn kêu anh chị rắn thờ chữ tu, nghĩa là đờn kêu đời tới hưu, đờn kêu anh chị giống dù còn chi. Thì cái cảnh khổ tới này là đờn một lượt là Đức thầy cho biết á, đêm thành dân tiếng đờn khoan nhạc nghe cho tường, dòng bắc qua nam Thích Ca còn phế tước hàm, đài cao cửa rộng mà ham tu hành. Nên là ngài đó là đài cao cửa rộng mà ham tu hành, nên ngài đã tu đắc đạo rồi, đã 2000 mấy trăm năm rồi, là cái tất cả năm châu thế giới đều cung kính ngài. Thì thử ra chúng ta thấy rằng là làm vua thua là Phật. Như vậy thì bây giờ đời đã sắp hết rồi, còn cách là khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời. Hay là thời kỳ sắp tới này mà Đức thầy cho biết đó là trong cái thời kỳ khi mà diễn tiến đầu đó là năm châu thế giới này, mà Đức thầy cho biết là người ta chết mình đắc chặt thay, là thầy nói thế này đây: người không chết đắc chặt thay, dòm xem bắt thảm ngày rài cho dân,
mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lân giữa kề. Vậy thì sau ngày rồi chúng ta được vào trong cái bãi núi là để dự cái hội Long Hoa và Đức Di Đà và ngày hiện chó Hào Quang và Đức Phật Di Lặc cũng như Phật Dương và tất cả những vị tiên trưởng cũng đề đồng dự hội ngày Long Hoa đại hội. Thì trong buổi trưa hôm nay thì chúng tôi đến đây duyên Dinh Đức Cố được gặp toàn thể quý vị, cũng trao đổi qua vài nét về Phật pháp để cho chúng ta thấy rằng cái lời tiên tri của trong cái hệ Bố Sư Kỳ Hương của Đức Thầy đã đến lúc và cái thời kỳ là nó đã hết rồi. Nên trong cái con phù du gọi là Đức Thầy cho biết á, con phù du hẳn hờ não biết thầy bóng đèn thì quyết chung vô thảm thương thai chết héo chết khô nhìn đèn nọ thấy một phù du kể viên trần đã mãn mùa thu đeo danh lợi như con giặc ấy. Vì trong cái mùa thu năm nay đó là nó khổ lắm. Mà hồi nãy thì ông đồng đạo chúng ta cũng có hỏi, thì chúng tôi thấy rằng là khi mà chiến tranh bùng nổ rồi thì khắc núng cấm nổ liền. Mà ông Má Trạng Trình ông cho biết là sang thu chính huyết hồng tứ giả, là đến cái thu là cái chính là huyết hồng tứ giả mà nôi đàn dê đó tranh phá nơi nơi, thì cái giờ đó chúng ta không thể tu kịp đâu. Tại vì lúc đó là lúc chiến tranh bùng nổ rồi, thì nào là ông Năm Chèo nổi, nào là hổ lang thú muôn bày, nào là bệnh chết vô số kể bởi vì cái khí độc của hạt nhân, thì nói chung ra là người ta mới chết đất thật thay thôi. Thì đến đó chúng ta đó là ủa thì ra ba muộn màng. Thì giờ đây chúng ta phải chuẩn bị trước là Đức Thầy dạy cho năm châu thế giới là đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng tấm lòng thành dũng dựng đạo đời, hay là rốt cuộc tương lai vô quyết định mà phương trời sẽ thấm nắm quyền quan. Thì buổi trưa hôm nay chúng tôi xin nguyện cầu mười phương chư Phật qua linh của Đức Thầy gia hộ trì cho toàn thể đồng đạo chúng ta được luôn hướng về chánh pháp và tu hành đến ngày thành công đắc quả cái diễn diện Đức Thầy ngày Long Hoa đại hội khi Thầy trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật. Cho nên chẳng thể mau quay trở về, về thôi gốc cội Bồ Đề, ba hàng cổ phẩm lệnh bà về đây. Mai đây mẹ đã tạo xuống trần, nhờ con trung hiếu trở về màn ba. Đại hội Long Hoa kỳ ba sắp tới, lửa con hiền cháu thảo đâu đâu. Bây giờ đừng có câu mau, mau về thắt tổ sám hối ngay của quyền. Đi mà nói có sứ mạng thiên, sao thời bỏ hết của quyền mình thôi. Biết đâu nói mãi nói thôi, nói hoài cho tặng quyền di của mẹ thầy. Mẹ kêu nam nữ gái trai mau mau trở lại cụ quyền mình thôi. Dịch này là ở tận Tây Phương, nhận lệnh thiên xuống thế lập công trở về. Lập rồi cái hội Long Hoa, cha hiền mẹ bảo xuống trần lập công. Lập rồi cái hội nông dân, mấy lựa con trung hiếu mới đạo đời kỷ niên. Đã tới rồi, đã tới rồi, chứ không phải là không tới. Nó đã tới rồi, nhưng dùng bảy núi Thạch Sơn á, bùm bùm ba tiếng bắt ăn là chưa. Tới năm thịnh mới biết được kết thúc thế gian, mấy đại hội Hoàng Khai mới mở. Bây giờ chưa? Chưa?